xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Gấu. Trong một Gi Talk lần này thì Gấu muốn talk về một vấn đề là làm sao để có một làn da body thật là khỏe mạnh một cách đơn giản nhất. Mùa hè vừa qua thì chúng ta đã có những cái cuộc đi chơi là vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. Chính vì thế có lẽ nó đã làm cho làn da của chúng ta bị đen sạm, khô rát và nhìn không được đẹp mắt lắm. Cho nên là nếu như mà bạn chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc da mặt mà quên đi body của chúng ta cũng cần được chăm sóc như vậy thì đó là một thiếu sót rất là lớn. Tại vì chúng ta là con gái mà, chúng ta phải đẹp từ đầu đến chân thì mới có thể tự tin ra đường được, đúng không? Cách đây vài năm trước, có một thời điểm là các chị em phụ nữ rất thích có một làn da trắng nhưng mà lại không quan tâm đến việc là da của mình trắng như vậy nhưng mà nó có khỏe hay không. Nhưng mà 2 năm trở lại đây thì cái xu hướng nó đã thay đổi. Các chị em rất là thích da không những sạch, ẩm mượt mà lại còn khỏe, tại vì nó có thể chống lại những cái tác nhân bên ngoài tác động lên cơ thể của mình. Cho nên là mọi người cũng chọn lọc ra những cái sản phẩm chăm sóc da sao cho mà an toàn hơn xưa rất là nhiều. Làn da khỏe đẹp thì cần phải chú trọng hai vấn đề, đó chính là độ ẩm và độ pH. Nếu mà độ ẩm đủ thì da của chúng ta sẽ rất là mượt và căng bóng, sờ vào sẽ có cảm giác rất là mướt. Còn nếu như mà độ pH của da lý tưởng là trong khoảng từ 4.5 đến 5.5 thì da của chúng ta sẽ rất là khỏe và là một cái hàng rào bảo vệ cho làn da của mình. Cho nên là chúng ta nên chọn những cái sản phẩm mà có độ pH ở trong khoảng này. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cái routine dưỡng da body của mình. Với cái routine này sẽ giúp cho làn da của bạn có đủ độ ẩm, có độ pH lý tưởng, da sẽ sáng hơn nếu như bạn sử dụng cái routine này thường xuyên. Nhưng mà trước hết thì tôi sẽ đo cho các bạn xem là chỉ số pH và độ ẩm của da mình như thế nào. Và sau khi mà mình làm cái routine dưỡng da xong thì các bạn sẽ thấy là cái chỉ số nó đã thay đổi một cách cực kỳ kinh ngạc. Cái máy mà Gấu đang cầm trên tay là dùng để đo độ ẩm và lượng dầu trên da của mình. Da chân của Gấu thì rất là khô và nó đã có biển báo đỏ. Cái máy đo chỉ số này rất là hay. Ở những vùng nào mà da của mình nó ẩm đủ thì nó sẽ là màu xanh, nhưng mà có những vùng nào mà da của mình nó quá khô thì nó sẽ báo đỏ như thế này. Da chân của Gấu chỉ có 25,5% độ ẩm và 38,2% là lượng dầu, và nó đã hiện ra mặt buồn như thế này, có nghĩa là da của mình rất là khô. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng với Gấu, chúng ta sẽ vào làm tất cả các bước và chúng ta sẽ test lại thử xem là da của mình sau đó nó như thế nào, nhất là đôi chân của mình coi nó còn bị khô như vậy hay không nha. Đầu tiên là bước tẩy tế bào chết. Nếu như ai lười thì các bạn có thể mua sẵn các hũ scrub bán ở ngoài. Còn nếu không thì các bạn có thể dùng đồ có sẵn ở trong nhà bếp, đó là đường và mật ong. Đây là cách mà Gấu rất là hay dùng vì nó có sẵn, rẻ và lại còn giúp cho da của chúng ta dưỡng ẩm vì có mật ong ở trong đó. Ai mà muốn da sáng nhanh hơn thì các bạn có thể dùng thêm bã cà phê. Chúng ta trộn lại tạo thành một hỗn hợp sền sệt là có thể dùng được rồi. Một tuần chúng ta tẩy tế bào chết 2 lần và nhớ là chà sát nhẹ nhàng thôi nhé. Bước thứ hai là dưỡng da sáng và đều màu. Sau bước tẩy tế bào chết thì Gấu sẽ đắp dưỡng bằng hỗn hợp sữa tươi không đường và yến mạch hoặc là cám gạo. Công thức này là đã có từ rất là lâu rồi cho nên là Gấu chỉ nhắc lại thôi. Cũng như ở trên, trộn sữa tươi không đường với yến mạch tạo thành một hỗn hợp sệt vừa đủ để có thể massage yến mạch lên trên da và đắp trong khoảng từ 5 đến 10 phút tùy vào độ kiên nhẫn. Chứ với Gấu là chỉ có để 5 phút là Gấu đã xả lại với nước rồi. Và các bạn cũng nên nhớ là một tuần chúng ta sẽ đắp dưỡng 2 lần. Và bước thứ ba là dưỡng ẩm. Theo cái routine thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng sữa tắm và sau đó là bôi lotion để cấp ẩm. Nhưng mà với khí hậu thời tiết của Việt Nam thì các bạn cũng biết, nếu như mà các bạn ở ngoài Bắc thì các bạn sẽ có một cái thói quen tốt hơn trong cái việc mà bôi lotion. Tại vì các bạn có mùa đông, các bạn phải bôi để chúng ta cấp ẩm và làm cho da của chúng ta đỡ bị nứt nẻ. Nhưng mà đối với trong Nam thì các bạn cũng thấy là thời tiết rất là nóng nực và rất là oi bức. Cho nên là đối với một số bạn thì Gấu nghĩ đó là một cái điều cũng khá là đau đầu. Hồi trước Gấu cũng hay gặp phải, nhưng mà bây giờ thì mình cũng không cần phải lo lắng điều đó nữa. Là tại vì Gấu đang sử dụng cái chai sữa tắm Eucerin với độ pH là 5 dành cho face và body. Nó có tên là wash lotion. Với cái chai này là sử dụng cho những làn da mà khô mà lại còn cực kỳ nhạy cảm. Cho nên là mẹ bầu và em bé vẫn có thể sử dụng được. Chính vì cái độ an toàn của nó cho nên là mình mới tin tưởng để sử dụng em này. Cái hãng Eucerin này là của Đức. Gấu biết cái hãng này là về những cái sản phẩm trị mụn đầu tiên, và sau đó thì mới biết được cái em sữa tắm. Và sau một tháng Gấu sử dụng em này thì Gấu thấy là chúng ta không cần phải thêm các bước bôi check nào khác, vì khi sử dụng em này thì nó đã cấp đủ độ ẩm cho da rồi. Gấu đo độ pH của em sữa tắm này bằng giấy quỳ.
Khi test lên thì thấy rõ là màu giấy quỳ đổi sang màu vàng cam. Đây là màu pH trong khoảng từ 5 đến 5.5. Như vậy là chúng ta đã có thể yên tâm sữa tắm này là sẽ làm cho da của mình có độ pH phù hợp. Dạng gel màu trắng và có mùi thơm hơi quá mức so với gấu. Chúng ta sẽ tạo bọt và tắm như là bình thường. Và giá là 165 cho 200ml. Đây là một cái giá cực kỳ bình dân. Sau khi tự tế bào chết, tắm dưỡng và làm tất cả mọi thứ xong thì gấu sẽ đo lại xem cái chỉ số của nó như thế nào, xem là cái độ ẩm của mình nó ra làm sao, nó có cải thiện hơn được hay không nha. Đây mọi người xem là từ màu đỏ nó đã chuyển sang thành màu xanh. Các bạn thấy không, chỉ cần một vài bước là cái độ ẩm của mình nó đã tăng lên được đáng kể. Dù là trong đây hiển thị là nó vẫn còn khá là thấp, nhưng mà nếu như mà chúng ta chăm chỉ sẽ làm cho da của mình nó ẩm mượt hơn và nó mịn màng hơn. Nếu mà các bạn có gặp gấu ở ngoài đường thì các bạn sẽ thấy là da của gấu không phải là da trắng mà là da thuộc dạng cũng hơi ngăm ngăm, nhưng mà da của gấu sáng và nó không bị xỉn màu. Các bạn nên nhớ là da khỏe đẹp, dù là bạn da trắng hay là bạn da nâu, thì cũng phải có một làn da thật là sáng, mượt, ẩm, chứ không phải là một cái làn da mà khô ráp xỉn màu thì chắc chắn là cái da của bạn không hề đẹp và không hề khỏe. Hãy quan tâm làn da body của mình ngay từ bây giờ. Và các bạn, ngoài các bước mà gấu vừa chia sẻ thì các bạn hãy đừng quên là phải uống nhiều nước và phải tập thể dục để giúp cho máu của chúng ta lưu thông, thì lúc đó làn da và cả body của chúng ta mới thực sự khỏe. Và dành cho những ai quan tâm và muốn trải nghiệm thử cái sữa tắm như Serene này thì các bạn hãy share cái video này tại Facebook của bạn ở chế độ công khai, thì các bạn sẽ nhận được một chai wash lotion với dung tích là 75ml và các bạn có thể đo được độ pH và độ ẩm của mình ngay tại quầy. Đây là dịp các bạn có thể xem thử là làn da của mình đang ở trong tình trạng nào, có đủ độ ẩm và độ pH hay không. Cái giveaway này rất là đơn giản, các bạn không cần phải làm gì hết, chỉ cần share cái video này thôi và đến cửa hàng nhận quà. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.